Những ngày cuối năm ai cũng hối hả tất bật, sớm hoàn thành mọi việc để sum họp gia đình, vui đón mùa xuân mới. Đối với người Việt, phút giao thừa là thời khắc quan trọng nhất, bởi ở nơi đây họ gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Người xưa có câu, nhập gia tùy tục. Vì thế, những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, họ lại càng ấm lòng và cảm thấy không cô đơn khi họ được hòa mình vào cái Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Chính điều này, cái Tết lại có ý nghĩa đối với người Việt và với cả người nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới nữa lại về. Vào cái dịp Tết đến, xuân về như thế này thì ai ai cũng muốn gửi lời chúc tốt đẹp, mọi điều may mắn đến cho nhau. Và đối với những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, họ đã không trở về quê hương để đón Tết, mà họ lại ở lại và hòa mình vào không gian Tết của người Việt. Chính sự có mặt của những người này đã góp thêm niềm vui trong mùa xuân mới. Trong căn nhà nhỏ được trang trí rất tinh tế và ấm cúng này, chính là nơi dừng chân của gia đình ông bà Tamikazu Kumi, quốc tịch Nhật, hiện đang giảng dạy tại trường Đại học Đà Lạt. Vì yêu đất nước và con người Việt Nam, nên ông chọn Đà Lạt là điểm dừng chân của mình. Để rồi, đây là năm thứ 9, vợ chồng ông bà được hòa vào phong tục của người Việt để đón Tết cổ truyền dân tộc. Bởi vào những ngày cuối năm, gia đình ông bà lúc nào cũng có những vị khách thân thương là người Việt và người đồng hương từ Nhật thường xuyên ghé thăm để cùng thưởng thức những món ăn đậm hương vị Việt, cùng kết hợp với những món ăn truyền thống của người Nhật như uống trà đào, uống rượu sake, ăn thịt koroke, bánh khoai tây thịt bò hay là bánh namagashi. Chính vì thế mà căn hộ nhỏ này lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng. Tuy họ không trở về nước, nhưng họ không hề bị lạc lõng về sự khác biệt ngôn ngữ và phong tục tập quán của người Việt. Nhưng ngược lại, họ lại cảm thấy tình thân ái luôn hiện hữu, bởi họ được hòa mình để cùng nhau thưởng thức món ăn mang đậm hương vị Tết. Nhánh thông, tre, hoa đào là biểu tượng may mắn, cầu mong hạnh phúc đến mọi người. Do đó, tuy rằng sống trong không gian tốt của người Việt, nhưng tôi cũng muốn đưa những biểu tượng may mắn này đến quý vị. Tôi còn nhớ mãi năm đầu tiên ăn Tết tại Việt Nam, có rất nhiều người đến nhà chúc Tết, làm tôi bất ngờ và ngỡ ngàng. Những năm tiếp theo, tôi đã biết đó là nét văn hóa đặc trưng riêng, nên tôi cũng đến nhà chúc Tết những người thân trong xóm làng, bạn bè, cũng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ bánh mứt Tết. Giờ tôi xem Tết của Việt Nam như một phần cuộc sống của mình vậy. Tôi rất thích đất nước của các bạn. Tôi rất vui vì có thêm những người bạn mới và được sống hòa mình vào không gian Tết này. Tôi càng thêm yêu đất nước của các bạn. Tuy hai đất nước khác nhau, nhưng nền văn hóa cũng có nhiều nét tương đồng. Do vậy, cứ qua một năm, tôi lại không thấy mình lạc lõng, bởi mọi người nơi đây xem tôi như là thành viên trong một gia đình. Tôi cũng trang hoàng nhà cửa, cắm hoa theo phong cách riêng của người Nhật để có cành thông tượng trưng cho mọi điều may mắn và tốt lành. Và đây là một buổi sum họp đầm ấm của gia đình ông Choi Chan-ho đến từ Hàn Quốc. Đây là năm đầu tiên vợ chồng ông bà đón Tết trên đất nước bạn. Và trong những phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, ông bà cũng cảm thấy bồi hồi, trộn rộn. Bởi tuy hai đất nước khác nhau, nhưng nền văn hóa châu Á đã hội tụ và có một vài nét tương đồng như phong tục lì xì đầu năm. Không gian mùa xuân được tô điểm thêm bởi cành đào, tàu đối đỏ và bánh mứt Tết. Họ cùng nhau ngồi trò chuyện, hát cho nhau nghe những ca khúc về đất nước mình. Để rồi họ lại càng thêm hiểu nhau hơn về giá trị cuộc sống và có dịp hòa mình với mọi người, thì những vị khách lại càng hiểu thêm về phong tục tập quán nơi mình đến. Một buổi tiệc nhỏ thịnh soạn được vui chúc nhau trong ngày Tết đã làm cho tình thân ái càng thêm thắt chặt. Niềm vui như được nhân đôi khi tôi có thêm một quê hương thứ hai để được tìm về, nhất là được hòa mình trong cái Tết cổ truyền của các bạn. Tôi cảm thấy thích thú. Tôi muốn gắn bó với nơi này, nơi mà tình cảm con người luôn hiện hữu. Được mặc chiếc áo dài truyền thống với màu sắc kết hợp rất hài hòa, tôi rất yêu thích và hy vọng những năm tiếp theo tôi sẽ được gắn bó với nơi này nhiều hơn và được hòa mình trong không khí Tết của người Việt. Mà không chỉ vậy, sẽ còn thêm nhiều hoạt động lễ hội khác nữa mang đặc trưng riêng của vùng đất nơi này.
Như vậy, trong những năm trở lại đây, những du khách quốc tế tìm đến đất nước Việt Nam để được thưởng thức hương mùa xuân theo phong cách riêng của họ đã trở nên rất đổi bình thường. Cũng chính vì vậy, cụm từ Tây ăn Tết ta đã được quan tâm hơn. Ngày nay có hai xu hướng, đó là du khách nước ngoài có thể tìm đến những gia đình Việt Nam để được hòa mình vào trong không gian Tết, để tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa truyền thống, hoặc tìm đến những khu du lịch dã ngoại để hiểu hơn về không gian thiên nhiên bên ngoài. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì mọi người đều tụ lại một điểm chung, đó chính là họ lại càng được hiểu nhau hơn về giá trị của cuộc sống, hiểu được hơn về tình cảm nồng ấm của một đất nước nhiệt đới luôn đầy ắp tình người này. Tục khai bút không còn đậm đà ý nghĩa như xưa, nhưng đối với những gia đình có truyền thống hiếu học, giới văn sĩ, thi sĩ, báo chí, học sinh vẫn còn rất coi trọng nghi thức này. Đặc biệt những chữ khai bút đầu xuân phải do mình tự nghĩ ra.